Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác mẫu sản phẩm máy cắt rãnh tường hai lưỡi thôi nhá. Với cái sản phẩm này thì trong thời gian vừa qua rất là nhiều các bác quan tâm và hỏi bên em về cái mẫu này. Tuy nhiên là nhiều bác còn chưa tìm hiểu rõ thì các bác muốn quan tâm xem là máy nó trọng lượng như thế nào và cái kích thước nó ra làm sao. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết, em sẽ báo giá và sẽ đo cho các bác được tìm hiểu rõ về cân nặng cũng như là kích thước của cái mẫu sản phẩm này nhá. Các bác tiếp tục theo dõi video, một lát nữa thì em sẽ công bố giá để cho các bác được cùng tham khảo. Bác nào mà đã có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì đây là về cái phần mẫu mã của máy này các bác này. Đấy, đây là về cái phần bao bì nhá. Mẫu mã này về các bác lắp đặt lại như này là có sử dụng. Cái sản phẩm này thì các bác sẽ sử dụng được hai lưỡi cắt nhá, máy cắt rãnh tường này. Mẫu mã cực kỳ là đẹp luôn. Phụ kiện đi kèm nhá, các bác sẽ có nguyên một máy như thế này và được tặng theo là một bơm luôn này. Đấy, một bơm nhá, và có dây này, quận dây này khá là dài luôn, và phụ kiện đi kèm cho các bác là đầy đủ như thế này ạ. Đây các bác sẽ có đầy đủ phụ kiện như này luôn, tay cầm này, đây lục giác và tay mở nhá. Tặng kèm cho các bác là có hai cái lưỡi cắt luôn. Đấy, lưỡi này thì đó là sử dụng lưỡi 133 này các bác này, lưỡi 133 nhá. Để em sẽ đo cho các bác về cái cốt này, cốt lưỡi này. Đây, cốt lưỡi là 2 này. Đấy, cốt lưỡi là 2cm các bác nhá. Và em sẽ đo chi tiết cho các bác được tham khảo về cái trọng lượng của máy. Đây, em sẽ báo cho các bác về cái trọng lượng luôn nhá. Khi mà các bác sử dụng này, đây là nguyên máy này. Khi mà cắt thì các bác sẽ sử dụng hai lưỡi cắt nhá. Nguyên máy như này này, nguyên máy là 4,2 này các bác này, 4,2. Nếu như mà các bác cắt một lưỡi nhá, cắt một lưỡi này. Đấy, cái lưỡi này thì lỗ nhẹ thôi. Một lưỡi này hai lạng các bác nhá. Đấy, cắt một lưỡi thì sẽ là 4,4 này. Cắt hai lưỡi là 4,6 này, rất xỉ 4,6. Đấy, lúc cắt hai lưỡi là vào 4,5 các bác nhá. 4,5. Đấy, nếu như mà các bác sử dụng hai lưỡi cắt thì sẽ là 4,5, còn nguyên máy là 4,2 này. Đó, đấy là về cái phần trọng lượng của máy nhá. Và em sẽ đo cho các bác về cái kích thước này. Đây, đây là cái mẫu mã này các bác này. Công tắc bóp ở dưới này nhá. Đấy, công tắc bóp ở đây. Đây này, đây là cái đầu máy này. Đầu máy này các bác này. Đấy, em sẽ đo cho các bác cái kích thước của cái thân máy này luôn. Đây, 8,2 này các bác này. Đấy, kích thước ở chỗ này là 8,2 nhá. Các bác nhìn rõ không ạ? 8,2cm này. Xuống cái đoạn dưới này cũng quậy luôn, 8,2 nhá, 8,2cm. Đó. Với cái sản phẩm này thì cái cân nặng của nó phù hợp nhá các bác nhá. Cân nặng của nó là hợp lý, các bác sử dụng nó không quá nặng. Và nó cái, nói chung là với cái sản phẩm này thì các bác xài nó rất là ok. Và nguyên một bộ đầy đủ như em giới thiệu cho các bác đây. Các bác sẽ có một máy này, tặng kèm theo một bơm và có dây này, dây bơm nhá, và hai lưỡi cắt, tay cầm, tay mở lưỡi đầy đủ cho các bác. Đó, nguyên một bộ sản phẩm như thế này bên em sẽ gửi tới tay cho các bác với mức giá là 1.800.000 đồng. Bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhá. Các bác ở bất kỳ nơi đâu chỉ cần để lại thông tin địa chỉ và số điện thoại là sẽ có đơn hàng. Bác nào mà đã có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái dòng sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện máy Ngọc Mai nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.